Xin kính chào quý vị và các bạn. Nguyên Thảo thật hạnh phúc khi được đồng hành cùng quý vị trong các chương trình về chăm sóc sức khỏe của Đông Y Thanh Tuấn. Và đến với chương trình ngày hôm nay, Nguyên Thảo sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới của Đông Y Thanh Tuấn, đó chính là Thanh Tị Linh. Đây là dòng sản phẩm chuyên điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cấp và mãn tính, giúp phục hồi niêm mạc xoang do viêm xoang mãn tính gây ra. Và bây giờ quý vị hãy cùng Nguyên Thảo tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Thanh Tị Linh Thanh Tuấn là sản phẩm đông y chuyên biệt điều trị hiệu quả viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Khi điều trị, mỗi bệnh nhân sẽ được tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị riêng phù hợp với tình trạng bệnh của mỗi người với giải pháp 3 trong 1, trong uống, ngoài xông và xịt. Thuốc uống có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ đờm, trừ thấp, hóa đờm, điều trị phù hợp với các triệu chứng của bệnh viêm mũi, viêm xoang như ho, sổ mũi, ngạt hơi, hắt hơi, đau đầu. Thuốc xịt có khả năng thẩm thấu sâu vào bên trong các vùng hốc xoang sâu như là xoang trán, xoang sau, diệt khuẩn tối đa, ngăn ngừa sự lan truyền của vi khuẩn. Thuốc xông là thuốc dạng bột được chọn lọc từ những vị thuốc quý có chất kháng khuẩn mạnh, sát trùng tiêu viêm, kéo nhịt mũi ra ngoài. Khi kết hợp cả ba, uống xông xịt tạo ra tổng lực giúp khôi phục hoạt động của mũi, xoang và bệnh sẽ khỏi hoàn toàn. Thanh Tị Linh Thanh Tuấn với sự kết hợp 10 vị thảo dược trong y học cổ truyền phương Đông như tâm di hoa, xuyên khung, đương quy, hoàng kỳ, bạch linh có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cấp và mãn tính, hỗ trợ phục hồi viêm mạc xoang do viêm xoang mãn tính. Với phương pháp bào chế viên nang dễ sử dụng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh Tị Linh Thanh Tuấn đã mang lại hiệu quả tốt và an toàn trong việc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cấp và mãn tính. Sản phẩm phù hợp với đối tượng người bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cấp và mãn tính, người bị đau nhức tại các vùng trán, vùng giữa hai mắt, vùng má, vùng gáy do viêm xoang mũi gây ra. Thuốc được bào chế dạng viêm nang rất tiện lợi cho người bệnh trong việc sử dụng. Ngoài ra, do thuốc là dạng cao khô cô đặc nên dược tính của thuốc sẽ cao hơn, hiệu quả điều trị tốt hơn. Một bộ Thanh Tị Linh Thanh Tuấn gồm một chai viên nang 90 viên, một chai thuốc xịt và một chai xông dạng bột. Chai viên, người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên uống trước bữa ăn. Trẻ em trên 5 tuổi, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên uống trước bữa ăn. Chai xịt, xịt thuốc nước vào hai bên cánh mũi. Thuốc xông, bóp thuốc lên cây tăm bông gòn để lên cửa mũi, ngửa đầu về phía sau, hít từ từ để thuốc khuếch tán vào trong, có tác dụng kéo các dịch xoang ra nhanh. Nguyên Thảo cũng xin lưu ý đến quý vị rằng để đạt hiệu quả tốt nhất, chúng ta sẽ uống sản phẩm trước khi ăn từ 20 đến 30 phút và khi uống sẽ dùng với nước ấm. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải lưu ý về chế độ ăn hàng ngày, tránh ăn các thức ăn như là chua, cay, nhiều dầu mỡ và các chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá chúng ta cũng hạn chế sử dụng. Phụ nữ đang mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi sẽ không sử dụng sản phẩm. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về sản phẩm và tìm ra được giải pháp điều trị cho mình. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.